Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm mà khi mà trồng cải bẹ giống nha các bạn. Thì đối với cái cải bẹ giống này á, thì đối với những anh em nào mà mới trồng á, thì anh em có thể là tham khảo cái video của mình. Còn những anh em nào mà đã có kỹ thuật rồi đó thì anh em có thể là lướt qua ha. Thì đầu tiên á, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái cách chọn giống cái cải bẹ giống này ha. Thì trên thị trường các bạn nó có nhiều giống lắm, ví dụ như là giống sen vàng nè, giống radio nè, giống rạng đông nè. Nó thì rất là nhiều giống và nhiều cái thương hiệu nó khác nhau nữa, nhưng mà các bạn chọn giống nào thì cũng được ha. Còn như mình ở đây á thì mình hay chọn cái giống mà của rạng đông nha các bạn ha. Cái thời gian thu hoạch của nó là từ 25 cho đến 30 ngày là mình đã có thu hoạch rồi. Thậm chí thì nếu như mà giá nó cả nó rẻ quá thì mình cũng có thể là kéo dài là đến 35 ngày ha. Đó. Thì ở đây thì mọi người cũng đang xem một cái mô hình cải bẹ giống mình đang quay chia sẻ cho các bạn nè. Đó. Thì đối với cái hạt giống á, thì nó nếu như mà anh em mà trồng chơi tại nhà thì anh em mua tép nó chỉ có là từ 10.000 đổ lại à, chứ không có nhiều. Còn đối với mà những anh em nào mà trồng kinh doanh đi mà 1.000 mét vuông á, thì anh em hỏi mình á, là bao nhiêu giống thì nó tầm từ là 100 gram cho đến 200 gram nha các bạn ha. Nó thì các bạn là mua về là các bạn ngâm cho mình ở trong cái nước ấm có tầm đâu là 30 cho đến 40 độ C, tầm 20 phút ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ ngâm với nước sạch là từ 4 cho đến 6 tiếng thì chúng ta mới có đem ra chúng ta gieo nha mọi người ha. Thì cái tỷ lệ mà nảy mầm các bạn nó tầm 3-4 bữa thì nó sẽ nứt mép và nó lên nha mọi người ha. Còn nếu như mà chúng ta mua về mà chúng ta không có ngâm á, mà chúng ta rải xả các bạn, thì cái độ nảy mầm của các bạn nó rất là chậm nha mọi người ha. Thì đây thì mình chia sẻ cho các bạn vậy. Mà khi mà các bạn mà làm một cái vườn ươm á, mà các bạn ươm cái hạt giống cải bẹ giống nè, nó mà khi mà nó ra từ 5 lá các bạn, thì chúng ta bắt đầu là chúng ta tiến hành là chúng ta tỉa những cái cây nha các bạn ha, và chúng ta cấy cho nó. Về cái khoảng cách á các bạn thì nó cũng dễ lắm, nó từ là 15 cho đến 20 xăng là cây cách cây nha các bạn ha. Còn clip cách clip thì nó cũng vậy luôn. Nói chung là mình chừa được cái đường đi là được rồi, cũng tầm là 15 cho đến 20 xăng thôi. Còn về cách chăm sóc á các bạn, thì đối với cải bẹ giống này á, thì mỗi ngày như vậy là mình sẽ tưới cho nó là 2 lần. Sáng sớm mình tưới là cũng được nè, hoặc là chiều tối là mình tưới ha. Thì trong hai cái khoảng thời gian đó thì anh em là nên tưới cho nó, tại vì buổi sáng với buổi tối các bạn trời nó mát, chứ mà trời nắng chang chang các bạn là chúng ta tưới các bạn nó dở lắm. Và thậm chí là các bạn đang xem cái mô hình mình đang quay, các bạn là cũng dùng lưới các bạn để che nắng cho nó các bạn. Cái gì ở cái này á, là nó chịu nắng kiểu như là nó cũng không có được. Mấy các bạn khi mà chúng ta trồng cái gì đó mà chúng ta không có che bằng lưới các bạn, khi mà nắng nó gắt xuống thì nó cũng ảnh hưởng đến cái cây của mình ha. Mà mưa quá thì cũng không được nữa. Ở đây thì mình cũng lên clip nó rõ ràng hết rồi, mọi người cũng có thể xem được ha. Nó cũng dễ lắm. Còn về phân thì mọi người nên dùng phân hữu cơ ha. Phân hữu cơ là thích hợp nhất đối với những cái dòng cải như thế này. Anh em có thể sử dụng là phân cá, phân gà cũng được, thậm chí là phân chuồng nó quay một rồi cũng vẫn được. Và cứ 15 ngày như vậy thì khoảng nửa tháng đi là chúng ta bón cho nó 1 lần. Và cái này thì tầm khoảng đâu là 25 đến 30 ngày là mình đã thu hoạch rồi. Có nghĩa là trong một đợt như vậy thì mình chỉ bón cho nó dỗ lắm là từ 2 cho đến 3 lần thôi. Còn khi mà mình thu hoạch thì có hai hình thức. Nếu như mà anh em mà trồng tại nhà chơi thì anh em có thể dùng cái dao mà nó sắc sắc xíu anh em sắc ngang nữa ha. Còn nếu như mà anh em mà trồng kinh doanh thì anh em có thể nhổ luôn tận gốc và anh em bán nha. Kiểu như vậy. Đó thì anh em cũng xem rõ được cái mô hình của mình đang quay cho mọi người xem ha. Rất là đẹp nha mọi người ha, trồng rất là chuẩn luôn. Ở đây là mình ươm hạt giống xong các bạn, rồi cái mình nó lên khoảng 4-5 lá, cái mình tiến hành là mình bắt đầu là mình nhổ ra mình trồng à, hàng cách hàng các bạn. Còn phân là chủ yếu là phân hữu cơ thôi. Về sau thì ở đây nó chỉ là bị cái bọ nhãi các bạn. Nó thì ở đây thì chúng ta nên sử dụng những cái thuốc sinh học là được. Đối với những cái dòng cải các bạn nên sử dụng những dòng thuốc sinh học như là Waterdona 07 nè, nó là chúng ta xịt là được nha mọi người ha. Đó. Rồi thì hôm nay là chia sẻ nhanh cho các bạn vậy ha. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình ha, để mình cập nhật cho các bạn những cái mô hình làm vườn mà hay, cũng như là chia sẻ cho các bạn một số kỹ thuật ha. Rồi thì bạn nào mà cần mua hạt giống hay gì đó thì ở dưới cái đường link mô tả của mình thì có một cái đường link xanh xanh anh em nhấp vào ha, nó sẽ dẫn đến cho anh em đến cái trang thương mại điện tử Shopee rồi anh em mua luôn ha. Nó cũng tiện lắm, ở đây là mình chia sẻ trực tiếp cho anh em luôn. Rồi thì mình cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất của mình ha.